Hello cả nhà, thì hôm nay mình sẽ cho cá ăn. Thì trước khi cho thì mình ngắm áo hái. Áo hái này nở hoa. Thì cây trưởng thành đủ nắng thì nó ra nụ dưới đây. Nở hoa. Ở đây thì mình chỉ thả áo hái bề mặt thôi ha. Những cái lá hoa xuống như thế này mình ngắt bỏ sát gốc ha, còn lại để cho những cái lá mới nó ra tốt hơn, to hơn. Cái này xuất phát từ cây con, nó còn phát triển lớn để ra hoa nữa chứ không phải nhỏ nhỏ như này. Ở đây rong nhiều quá, dẹp bớt ra để có không gian cho cá. Mấy con cá ba đôi này nó không có ăn rong này. Bây giờ dọn rong ra cũng nhiều nhưng mà vẫn còn. Chắc nó quen thức ăn. Cám cho ăn mỗi ngày. Cám viên bình thường thôi. Áo hái thì trồng vào nền thì nó càng tốt, nhưng mà ở đây hồ cao không có trồng được nên mình cứ thả vậy thôi ha. Thì cám vào buổi sáng hoặc trưa cho nhiều, đến chiều khi mà nó hết cám cho ăn tiếp. Còn mà nếu dương nhiều quá thì mình sẽ dọn bỏ hết ra trước khi tối, cá không ăn ha, để tránh dơ nước gây hại cho cá nấm bệnh này nọ. Cho nên khi nuôi mà được có kinh nghiệm rồi mình sẽ canh thức ăn vừa đủ, không dư, để cho vừa giữ được nước mà vừa cho nó khỏe nữa.